Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu từ phía khu vực các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên có xu hướng di chuyển và mở rộng về phía thành phố Hà Nội. Cùng di chuyển về hướng này còn có vùng mây đối lưu từ phía bắc các huyện Thạch Thất, Quốc Oai. Do đó, cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo trong ít giờ tới, những ổ mây đối lưu này trước tiên gây mưa rào và dông cho khu vực các quận, huyện Long Biên, Gia Lâm, Hoàng Mai, Thanh Trì, Hoài Đức, Thanh Oai, Hà Đông. Sau đó, chúng tiếp tục mở rộng lan sang các quận nội thành khác của Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cùng với xu hướng thời tiết nguy hiểm này, báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết mực nước các sông trên địa bàn Hà Nội đang ở mức cao. Sông Tích, sông Bùi, sông Cầu trên báo động 3, sông Cà Lồ trên báo động 2, sông Đáy trên báo động 1. Mực nước sông Hồng tại An Cảnh lúc 9 giờ là 7,23m, trong khi mực nước báo động 1 là 7m. Trong ngày 10 tháng 9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội liên tiếp ban hành lệnh báo động lũ. Cụ thể, lệnh số 53 báo động 1 trên sông Hồng tại địa phận các xã ven đê thuộc các huyện Thường Tín, Phú Xuyên. Tiếp đến, lệnh báo động lũ cấp 3 trên sông Cà Lồ vào hồi 13 giờ 30 phút cùng ngày tại địa phận các xã ven đê, hai huyện Đông Anh và Sóc Sơn đã được ban hành. Trước đó, lệnh báo động lũ cấp 2 trên sông Nhuệ cũng được Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội ban hành tại địa phận các xã ven đê thuộc các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, các huyện Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai, Ứng Hòa. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình mưa lũ trong các bản tin sau. Ở trong dòng nước lũ, thật khó để nhìn thấy một chiến sĩ đang bị kéo theo dòng nước chảy xiết. Trong giây phút sinh tử, với sự giúp đỡ từ đồng đội, chiến sĩ đã được giải cứu thành công. Đoạn clip sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút đông đảo sự chú ý của người dân. Hình ảnh người chiến sĩ quân đội nhân dân nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trong lũ lụt nguy hiểm khiến người dân không khỏi xúc động. Theo thông tin ban đầu, những ngày qua, nước sông Hồng dâng cao lên mức báo động. Nhiều đoạn qua địa phận thành phố Lào Cai, liên tục xuất hiện các tàu lạ trôi dạt tự do, rất dễ đâm vào cầu, đe dọa đến sự an toàn của giao thông đường thủy. Sáng sớm 10 tháng 9 năm 2024, các chiến sĩ từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã ứng trực tại cầu Cốc Liếu tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai để kịp thời lai dắt các phương tiện trôi trên sông vào bờ để tránh nguy cơ va vào các dầm cầu và trụ cầu qua sông Hồng. Trong quá trình nỗ lực ngăn không cho một xà lan đang trôi tự do đâm vào cầu Cốc Liếu, một chiến sĩ bộ đội đã bất ngờ bị cuốn theo dây thần ghim xà lan, sau đó cuốn trôi theo dòng nước lũ. Ngay lập tức, đồng đội đã kịp thời cứu được anh. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, mưa lũ những ngày qua đã làm hơn 1.200 ngôi nhà tại tỉnh này bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn. 129 xã bị mất điện, trong đó các huyện Simacai, Mường Khương, Bắc Hà mất điện hoàn toàn. Suốt đêm 9 tháng 9, các lực lượng công an, quân đội cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn tại các địa phương liên tục huy động phương tiện khẩn trương rà soát, tìm kiếm người dân còn mắc kẹt trong các căn nhà bị ngập, đưa đến nơi an toàn, đồng thời chủ động bố trí, cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ bị ngập úng, cô lập. 82 người chết, 64 người mất tích, 752 người bị thương, vô số thiệt hại về tài sản. Những con số này vẫn tiếp tục tăng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Hoàn lưu cơn bão số 3 vẫn đang tiếp tục gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều địa phương miền Bắc. Theo thống kê thiệt hại do bão lũ tính đến 13 giờ ngày 10 tháng 9 năm 2024, bão số 3 và hoàn lưu bão số 3 đã khiến 146 người chết mất tích, trong đó có 82 người chết, 64 người mất tích. Trong số này, Cao Bằng 55 người, gồm 19 người chết, 36 người mất tích. Lào Cai 30 người, gồm 19 người chết, 11 người mất tích. Gồm Sapa 8 người, Bát Sát 10 người, Simacai 4 người, Bắc Hà 6 người, Văn Bàn 2 người, Quảng Ninh 9 người chết, gồm do bão 8 người và lũ cuốn 1 người. Hải Phòng 2 người chết do bão, Hải Dương 1 người chết do bão, Hà Nội 1 người chết do bão. Các tỉnh Hòa Bình 4 người chết do sạt lở đất, Yên Bái 22 người chết, 6 người mất tích do sạt lở đất, gồm Lục Yên 13 người, thành phố Yên Bái 14 người, Văn Chấn 1 người, Lạng Sơn 2 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất, Bắc Giang 1 người mất tích do lũ cuốn, Tuyên Quang 2 người mất tích do lũ cuốn,
Hà Giang một người chết, một người mất tích do lũ cuốn. Lai Châu một người chết do sạt lở. Phú Thọ 8 người mất tích do sự cố sập cầu Phong Châu. Số người bị thương lên đến 752 người, trong đó Quảng Ninh 536 người, Hải Phòng 81 người, Hải Dương 5 người, Hà Nội 10 người, Bắc Giang 5 người, Bắc Ninh 52 người, Lạng Sơn 10 người, Lào Cai 14 người, Yên Bái 10 người, Cao Bằng 12 người, Phú Thọ 5 người, Bắc Cạn 1 người, Hòa Bình 1 người, Vĩnh Phúc 8 người, Thanh Hóa 2 người. Số liệu cũng phản ánh thiệt hại về nông nghiệp rất lớn, với hơn 148.000 hecta lúa bị ngập úng, thiệt hại. Trong đó Hải Phòng hơn 25.700 hecta, Thái Bình 11.000 hecta, Hà Nội hơn 15.500 hecta, Hưng Yên hơn 12.100 hecta, Hải Dương 18.500 hecta, Hà Nam hơn 7.900 hecta, Lạng Sơn gần 4.500 hecta, Bắc Giang hơn 14.900 hecta, Bắc Ninh hơn 9.800 hecta, Vĩnh Phúc hơn 8.800 hecta, Thái Nguyên hơn 3.500 hecta, Yên Bái hơn 2.600 hecta. Ngoài ra, hơn 26.100 hecta hoa màu bị ngập úng, 11.038 hecta cây ăn quả bị hư hại, 1.577 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi, 1.111 con gia súc, 680.243 con gia cầm bị chết. Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội bị mất điện, mất liên lạc trên diện rộng. 12 đoạn đường dây 500kV, 36 đường dây 220kV, 173 đường dây 110kV bị sự cố và 5.305 cột điện bị gãy đổ. Do thời gian lưu bão dài và duy trì cường độ gió bão, gió giật rất mạnh đã làm 48.337 nhà ở bị hư hỏng. Trong đó Quảng Ninh hơn 20.200 nhà, Hải Phòng hơn 13.900 nhà, Bắc Ninh hơn 3.400 nhà, Lạng Sơn hơn 2.900 nhà. Nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng, rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông, trạm phát sóng di động bị gãy đổ, cây xanh đô thị bị bật gốc, đổ la liệt trên các tuyến đường tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội. Đã qua ngày thứ ba bão số 3 tan, nhưng hoàn lưu vẫn tiếp tục gây thiệt hại vô cùng nặng nề cho các địa phương. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc còn mưa lớn từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 12 tháng 9, trong đó mưa tập trung trọng điểm vào hai ngày 10 và 11 tháng 9. Đêm 9 tháng 9 và sáng sớm 10 tháng 9, ở các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 9 tháng 9 đến 3 giờ sáng 10 tháng 9, có nơi trên 200mm như Yên Ninh tại tỉnh Yên Bái 321,6mm, Đồng Tâm tại tỉnh Hòa Bình 272,8mm, Hương Sơn tại thành phố Hà Nội 254,2mm, Quang Trung tại tỉnh Nam Định 207,8mm. Dự báo vùng núi và trung du miền Bắc trong ngày 10 tháng 9 có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Riêng Lào Cai, Yên Bái có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120mm, có nơi trên 250mm. Ngày và đêm 11 tháng 9 có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, có nơi trên 120mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An ngày 10 tháng 9 có mưa to đến rất to và rải rác có dông, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120mm, có nơi trên 300mm. Ngày và đêm 11 tháng 9 có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90mm, có nơi trên 200mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo, ngày và đêm 12 tháng 9, khu vực phía Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 60mm, có nơi trên 100mm. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình mưa lũ trong các bản tin sau.